Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nội Hà và tôi là người sáng lập ra cái chương trình Inside Sharing trong cái mùa dịch Covid cùng với bà xã mình là Vivian. Và hai chúng tôi phỏng vấn rất là nhiều chuyên gia trên toàn cầu để đem cái câu chuyện của họ chia sẻ lại cho các bạn, để biết đâu trên cái hành trình mà các bạn phát triển ấy, những cái chia sẻ đó, những cái câu chuyện mà những người chúng tôi phỏng vấn, những người nổi tiếng như vậy ấy, thì nó sẽ cho các bạn những cái bài học, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những cái gì mà các bạn có thể tích lũy được vào trong cái hành trình phát triển của các bạn, trong cái vốn sống của các bạn, để khi các bạn va vào những cái câu chuyện trên cái hành trình đó thì các bạn biết đâu lại cóp nhặt được những cái gì mà chúng tôi chia sẻ để áp dụng. Và đó là cái cơ duyên mà chúng ta đến với nhau từ ngày hôm nay. Ok, thì gần đây thì tôi nhận được rất là nhiều cái câu hỏi là làm sao mà chị Vivian và anh Hà có thể kết nối được với rất là nhiều chuyên gia trên toàn cầu như vậy. Làm sao trong vòng 18 tháng của cái mùa dịch mà hai anh chị có thể kết nối với gần 650 chuyên gia trên 60 quốc gia. Và đến bây giờ thì anh chị đã phỏng vấn hơn 1.000 chuyên gia rồi, thời gian đâu các anh chị sắp xếp như vậy. Rồi rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi những ngày hôm qua tôi nhận được và tôi cảm giác là mình phải làm một cái video để chia sẻ. Bởi vì hầu hết những cái bạn mà tham gia cái chương trình này, những cái bạn đang xem cái video của tôi làm á, là những bạn mà đang ở cái giai đoạn phát triển cái công việc của các bạn, cái sự nghiệp về lâu về dài của các bạn đó. Và trên cái hành trình phát triển đó, cái việc các bạn học học những cái kỹ năng này, học cái kiến thức này, học tạo dựng những mối quan hệ này, học cách làm sao để các bạn có thể phát triển hài hòa, nó quan trọng. Nhưng một phần cũng rất là quan trọng nữa là làm sao các bạn có được những người sếp tốt. Thì để có một người sếp tốt, hay là để làm sao chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm được làm việc với những người sếp tốt, thì cái quả ngày hôm qua của những bạn mà đặt cho tôi rất là hay là làm thế nào để chúng ta biết được có những cái dạng người sếp mà người gọi là toxic leaders, là những người sếp mà khi họ làm việc với họ, các bạn chỉ có thiệt nhiều hơn là các bạn được hưởng lợi. Và trong cái hành trình hơn 20 năm đi làm ở bên Mỹ, làm ở Việt Nam, làm cho công ty đa quốc gia, làm cho cái startup và kết nối với rất nhiều người anh chị giỏi, những người leaders nổi tiếng, tôi mới muốn chia sẻ lại trong cái video này một vài cái dạng leaders mà các bạn nên né họ ra. Nên né họ ra, những cái dạng managers như vậy, những người boss như vậy, những người leaders như vậy, các bạn phải né họ ra càng sớm là càng tốt. Và nó dựa vào cái kinh nghiệm thực tiễn của tôi, tích lũy cộng với lại những người mà tôi gặp trên cái hành trình phát triển của mình. Ok, trường hợp đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho các bạn là những anh chị leaders mà bán mình cho những cái giá trị thấp hèn. Ok, tôi đã gặp rất là nhiều anh chị leaders thành công, rất là thành công nha các bạn. Trong một cái hành trình của họ chuyển đổi cái cơ chế công việc ABCD như vậy, họ sẵn sàng tham gia vào những cái tổ chức mà những tổ chức đó cung cấp những sản phẩm, những dịch vụ không chất lượng, thậm chí là ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng cuối. Ví dụ, tôi có một người bạn đã từng là nhân viên của tôi và sau đó trở thành một người leader trong một cái tổ chức chuyên cung cấp, người ta gọi là cái chuyện gọi là dịch vụ tài chính, nằm ngay trên đường Võ Thị Sáu luôn. Và cái tên thì nghe là cung cấp dịch vụ tài chính, nhưng rất là nhiều báo đài đã ngồi là chia sẻ về cái hình thức gọi là kinh doanh không có lành mạnh từ cái tổ chức này, thậm chí có thể gọi là cho vay nặng lãi. Nhưng mà cái bạn leader này ngày xưa khi còn làm với tôi, còn làm với cái tổ chức mà chúng tôi làm việc chung á, còn thấm nhuần cái tư tưởng của cái tổ chức, nó dạy cho người, nó nên người, nó dạy cho họ những cái value, là những cái giá trị rất là cốt lõi, giúp cho họ tạo dựng được cái con người họ, cái tính cách họ. Nhưng mà theo thời gian, những cái giá trị cốt lõi đó nó bị mai một dần, thay thế bằng những cái giá trị khác. Cho nên khi bạn tham gia vào cái tổ chức như vậy á, bạn biết là tổ chức như vậy đang bán những cái sản phẩm, đang ép người tiêu dùng, đang lừa người tiêu dùng vay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng khi mà sử dụng dịch vụ xong rồi là cuối cùng là phải ôm nợ từ nợ nhỏ thành nợ lớn thành nợ rất lớn thành bể nợ luôn. Vậy mà bạn vẫn làm một cái việc như vậy này các bạn nè. Sử dụng cái tên tuổi của bạn, sử dụng những cái gọi là cái quá khứ đã từng làm cho tập đoàn lớn của nước ngoài, sau đó đi tuyển dụng nhân viên
Đi theo chị, đi theo anh thì sẽ được cái này, được cái kia, được học kinh nghiệm này, được học trải nghiệm ABC như vậy. Những người leaders như vậy, bạn né họ ra càng sớm càng tốt. Bởi vì khi bạn đi vào một cái tổ chức, bạn chỉ cần nhìn thấy cái giá trị của tổ chức đó, nó đang bán cái sản phẩm như thế nào. Sản phẩm đó tốt, sản phẩm đó hữu ích, sản phẩm nó có giá trị, sản phẩm nó có tương lai cho khách hàng, hay sản phẩm nó đang hại khách hàng, sản phẩm đang có chất lượng kém, sản phẩm đang xây dựng trên những cái gọi là mô hình mà nó lừa lọc khách hàng dạng như vậy. Thì nếu người leader của bạn vẫn còn ung dung làm cái công việc tại cái công ty đó mà bạn làm việc cho họ, thì bạn trở thành những công cụ tiếp tục tiếp lửa cho họ để họ tiếp tục làm hại người khác mà thôi. Ok, type leader thứ hai mà bạn nên né ra là những người leaders mà ép nhân viên làm những việc mà người nhân viên không muốn làm, thậm chí là tổn hại cho sức khỏe của người nhân viên của mình. Ok, khi tôi về Việt Nam 2012 các bạn, tôi rất ngạc nhiên là những anh chị mà bạn bè làm trong cái ngành bia rượu thuốc lá, họ có những người leaders rất tuyệt vời, chỉ cho họ những cái skill này, những kỹ năng này, làm sao để trở thành nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, làm sao làm marketing chuyên nghiệp, làm sao thành ABC dạng như vậy. Nhưng sau cái bữa làm việc, họ lôi nhân viên ra ngoài cùng đi với nhau người cái team building, những cái activity, những cái hoạt động trải nghiệm sau giờ làm, và những bắt người nhân viên uống là từ say cho tới say mềm, thậm chí là oi lên oi xuống, để gọi là cân thử xem cái người nhân viên đó năng lực uống tới đâu, thậm chí là mày uống giỏi thì cái cơ hội để mày thăng tiến trong cái sự nghiệp, trong cái công việc của mày nó cao hơn những cái đứa uống yếu dần dạng như vậy đó. Họ đem cái thước đo để mà so sánh một cái người, với giá trị của một người là nằm ở cái việc là bạn uống được bao nhiêu, bạn uống như thế nào, trong lúc bạn uống bạn giữ gìn ra làm sao. Đó, những người leaders như vậy á, họ đang đem cái sức khỏe và đem cái sức khỏe của người nhân viên của họ ra để xem thử là ok, người nhân viên đó có tiền đồ hay không. Và bạn thử tưởng tượng xem đi, khi bạn rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy á, bạn cảm giác như thế nào? Bạn cảm giác là bạn muốn cầm cái ly bia lên mà uống, bạn muốn cầm cái ly rượu lên bạn uống, nhưng mà bạn nhìn thấy cái sản phẩm đó bạn sợ nhưng mà vẫn phải uống, bởi vì người leader bạn đang kể lại chia uống hết 100%. Wow. Và cuối cùng bạn về lê cái xác của mình về tới nhà mà nó mệt ơi mệt như vậy á, thì bạn nghĩ là cái người leader họ có quan tâm tới bạn hay không, để mà bạn tiếp tục làm công việc như vậy. Tôi gặp rất nhiều người đi vào trong cái ngành đó, cái ngặt đó, cái ngõ đó, với một cái tâm thế là tôi sẽ thay đổi cái ngõ, tôi sẽ tạo ra được những cái đốm sáng hiện dạng như vậy, tôi sẽ làm sao để mà cái ngành này nó sẽ có những cái hướng đi khác, rõ ràng nó có những cái hướng khác tốt hơn rất là nhiều, nhưng cái nền tảng cốt lõi của nó vẫn còn như vậy. Và cuối cùng á, những cái bạn đi vào trẻ khỏe, tới lúc bây giờ sau vài năm nhìn lại, tôi nhìn lại thấy là thành là hũ chìm, chỗ nào cũng ăn nhậu dạng như vậy, và mỗi lần đi quán thì gọi là ăn uống và tiếp xúc với cái môi trường á, nó không lành mạnh. Tự nhiên con người mình muốn lành mạnh cũng rất là khó. Tiếp xúc với người leader mà họ không có quan tâm tới sức khỏe của bạn thì bạn muốn giữ sức khỏe cũng cực kỳ khó. Ok, đó, cái dạng leader thứ ba là tham công tiếc việc. Những người leader này nó rất là giỏi, rất là bận, rất là tuyệt vời, họ rất là gọi là motivated, là có động lực để thăng quan tiến chức, để phát triển trong sự nghiệp của họ. Và họ suốt ngày chỉ có làm, họp. Và cái sự thăng quan tiến chức đó là của họ, good for them, tốt cho họ. Nhưng để mà cái hệ thống của họ mà chạy được, các bạn biết không? Đó là một đống nhân viên của họ ở dưới vẫn phải làm y chang như sếp. Làm như là làm ngày làm đêm, cày ngày cày đêm, đi làm về tới nhà chưa kịp ăn miếng cơm mở máy tính ra họp, chưa ăn bướng cơm vừa mới xong mở máy tính ra làm report, chưa ăn xong miếng cơm chưa có tiêu hóa gì hết nữa, mở máy tính ra để tiếp tục làm những cái việc còn dang dở, bởi vì không bao giờ hết được việc. Họ không bận tâm tới sau giờ làm bạn là con người như thế nào, bạn cần cái thời gian để làm những cái việc gì, đam mê của bạn là gì, hoài bão của bạn là gì, giấc mơ của bạn cho tương lai là cái gì, họ không quan tâm đâu. Những cái leaders như vậy, bạn càng làm cho họ, bạn sẽ mất nhiều thứ hơn trên cái hành trình của bạn. Bạn mất hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì bạn mất thời gian để dùi mài những cái kỹ năng mới, bạn mất thời gian để xem thử mình đang làm tốt chỗ nào và chưa làm tốt chỗ nào, bạn mất thời gian để xem thử là
cân bằng của cuộc sống của bạn. Bạn có thể làm được những việc gì khác hay không? Riết rồi bạn cứ trở thành một cái cỗ máy mà chỉ biết làm. Và bạn quên là biết đâu ở ngoài kia cái kỹ năng của bạn nó đang bị đi một cái lối mòn mất rồi. Cái kiến thức của bạn nó đang bị lệch mất rồi. Cái kinh nghiệm của bạn, cái mối quan hệ của bạn nó đang càng lúc nó càng lún sâu vào cái hướng chỗ này. Bởi vì bạn không có thời gian, cái leaders của bạn nó bận quá. Cái người lãnh đạo của bạn, người boss của bạn, cái người manager của bạn họ bận quá. Họ cái lúc nào cũng giao thêm cho việc cho bạn, giao thêm việc cho bạn mà không biết được là bạn có muốn cái công việc được giao đó hay không. Bạn có đang cân bằng trong cuộc sống hay không? Bạn nhận công việc đó thì bạn bị mất cân bằng nó như thế nào? Họ không quan tâm tới cái điều đó, họ quên mất cái điều đó. Đó là cái lợi thứ ba. Cái level leader thứ tư đó, là những người leader đó. Mà cái người này các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Là cái micromanager. Những người mà lãnh đạo mà lúc nào cũng đi theo sát sườn của bạn. Sát sườn của bạn để nói là bạn làm cái gì? Bạn đang làm để làm sao? Bạn làm cho họ xem thử như thế nào? Rồi bất kể cái ý kiến gì của bạn, cái gì bạn muốn làm, bạn đưa cho họ là bắt đầu họ theo sát, họ xem thử là bạn đang làm nó ở tốt chỗ nào, chưa tốt chỗ nào. Họ hỏi bạn liên tục và không cho bạn cái room, là cái không gian để bạn thở, để bạn có thể tự làm theo ý của mình rồi trình bày lại cho họ. No, lúc nào còn phải báo cáo. Bởi vì họ bị thiếu cái niềm tin nơi cái nhân viên của mình. Họ thiếu cái niềm tin là người nhân viên của mình có thể làm được việc. Mà bạn rơi vào cái tình cảnh như vậy, những cái người micromanager, họ sẽ luôn luôn follow với bạn, họ sẽ luôn luôn đi theo, gọi là đi theo sát sau lưng của bạn vậy đó. Lúc nào bạn cũng cảm giác có một cái người nó thở vào gáy của bạn, làm sao bạn làm được. Lúc nào bạn viết email, bạn không biết là người ta sẽ bảo lúc nào cũng là phải bỏ họ trong cái email, hoặc là gửi. Thậm chí tôi đã từng gặp cái trường hợp như vậy này. Cái sếp của tôi lúc tôi mới về Việt Nam á, cái mở email mày gửi cho nước ngoài, mày gửi cho tao trước để tao đọc. Cái mình mới nói là hey, tao quản lý tùm lum công việc, những cái business này còn nó rất nhỏ, tao từng quản lý cái business tới 300 triệu đô mà. Bây giờ mày bảo cái gì tao cũng gửi cho mày á, rồi mày gửi cho mày coi xong mày duyệt từ chính tả, duyệt tới nội dung, mày muốn cái gì dạng như vậy. Khi mà tôi nói chuyện như vậy là bạn đó back off lại, là lùi lại để cho tôi làm việc của tôi. Cái micromanager như vậy, họ sợ nhân viên của họ gửi một cái email sai ảnh hưởng tới uy tín của họ. Họ không nghĩ là người nhân viên khi mà gửi cái email sai đi, đó là cơ hội để cho họ hiểu được nhân viên của họ đang cần phát triển chỗ nào, đang cần bị develop ra làm sao, đang cần giúp đỡ cái gì, đang cần coaching cái gì nữa. Đó là cái cơ hội mà họ có thể trở thành một cái leader tốt hơn, kết nối với người nhân viên mình tốt hơn. Nhưng mà không, họ không thích, họ không nghĩ như vậy. Họ chỉ nghĩ là nếu người nhân viên mà làm sai, nó là trở thành là ảnh hưởng tới uy tín của họ, ảnh hưởng tới cái niềm tin mà cái nhóm lãnh đạo cao cấp nhìn vào họ. Những người leader như vậy, nếu như họ không thay đổi mà bạn làm cho họ, bạn cũng không có cái room để mà thay đổi. Đó, một cái nhóm nữa, đó là những người leader quá giỏi. Và bởi vì quá giỏi cho nên họ không quan tâm tới ý kiến hay là quan điểm hay là cái chia sẻ của ai hết. Bởi vì họ là cái thể loại mà leader, mà manager mà biết tất cả mọi thứ. Cái gì cũng biết. Họ làm trong nghề lâu quá. Khách hàng họ cũng rành rõi khách hàng nè. Sản phẩm họ cũng rành rõi sản phẩm. Thị trường họ cũng rành rõi thị trường. Bất kể cái ngóc ngách gì trong cái công việc họ đều hiểu được. Họ đều biết được. Họ đều có những cái cách để họ thu thập thông tin trước khi các bạn đến chia sẻ với họ. Họ quá giỏi, biết hết trơn vậy đó. Nhưng mà bởi vì họ biết nhiều và họ quá giỏi như vậy, họ lệ thuộc quá nhiều vào cái cảm xúc và cái ý kiến và quan điểm riêng của họ. Và họ mất đi cái niềm tin vào những cái người khác. Họ kêu ông mày còn non và xanh lắm, mày mới vừa làm cái này có 3 năm, 5 năm, tao làm 15 năm, 20 năm dạng như vậy, cho nên những cái gì mày đang nói tao biết hết trơn rồi. Họ không cho một người nhân viên một cơ hội gì để chia sẻ những ý tưởng mới, những quan điểm mới. Thậm chí nha các bạn, đôi khi họ là những cái người leader mà đang bị ở bên kia bờ vực của cái kiến thức của cái thị trường mà họ không hay biết. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự luân chuyển của xã hội, luân chuyển của thị trường, luân chuyển của mọi thứ đang vận hành nó luân chuyển nhanh quá. Và họ bị nằm bên ngoài rìa của sự luân chuyển rồi, nhưng họ không biết họ đang nằm ngoài. Cho nên ý tưởng tới, họ không bao giờ đón nhận những ý tưởng đó, cứ làm theo lối mòn cũ đi, cứ làm theo cách cũ đi. Cái cách cũ nó đã thành công, nó tạo ra được cái nền tảng từ trước tới giờ thì cứ tiếp tục như vậy đi. Tại sao phải thay đổi? Tại sao phải change? Tại sao phải thế này? Tại sao phải thế kia? Đó là những cái người mà leaders mà đó, mà nó sẽ không giúp cho bạn, không giúp cho bạn học được, va chạm được. Một loại leader nữa gọi là những người leader giỏi nhưng nóng nảy. Nóng nảy, tôi đã gặp những cái loại leader như vậy nhiều lắm. Những người mà họ nằm những vị trí cực kỳ cao luôn,
À, nhưng mà vô cái meeting, vô cái buổi họp, vô một cái sự việc gì đó mà nó không theo ý họ là họ trở mặt, hay các bạn lật mặt như cái phim Lật Mặt của Lý Hải vậy đó, đang là một người rất là gentleman, rất là trang nhã, tao nhã lịch thiệp như vậy, sẵn sàng sử dụng những cái ngôn từ mà là mạt sát người khác, sử dụng những ngôn từ mà chợ búa, chửi mày tao tùm lum tà la, những cái từ mà bạn không thể nghĩ được là cái người leader họ sẽ làm cái việc như vậy. Và tôi cũng không hiểu là nếu như họ bị một cái người leader khác mà sủa vào mặt như vậy á, họ sẽ cảm giác là làm sao, trong khi họ rất thoải mái để cái cảm xúc của họ lấn chiếm, lấn hết cái não của họ, lấn hết cái tim của họ, lấn hết cái lý trí của họ, lấn hết cái gọi là cái con người trong con người của họ, để cái con thú đó nó chạy, người ta gọi là running mouth, nghĩa là sủa, sủa ra. Và cái hành trình chúng ta đi làm á, không có anh là người leader tốt thì vẫn sẽ có những người leader tốt bên ngoài kia, họ sẵn sàng, họ coaching, họ training, họ đào tạo cho người nhân viên của anh mà. Cho nên á, nếu anh không biết giữ người nhân viên của mình mà anh nghĩ là anh cho anh phép cái quyền để mà tổng siêu vã người ta như vậy, và coi cái việc đó là bình thường á, anh là một người bad leader, và những người mà đi theo anh, theo chị mà bad leaders như vậy á, không bao giờ có một cái tương lai gì hết. Ok, một cái loại leader nữa mà các bạn nên né là cái thể loại leader mà né trách nhiệm, và nhiều vô cùng, nhiều vô cùng. Giao việc rồi xong hết, giao tất cả mọi thứ, em làm đi, dạng dạng như vậy, nhưng mà tới khi kết quả công việc, bởi vì anh leader này không có sao sát sườn, không có gọi là bỏ thời gian để mà theo dõi cái kết quả, cho nên khi kết quả nó không có đúng như mà mong đợi, bị lãnh đạo cấp cao nó nạt xuống, thì anh leader này là đổ chỉ tay qua hướng khác liền, đá của banh trách nhiệm qua đội khác liền. Và khi bạn làm ở dưới những người leader như vậy, bạn luôn luôn là quả banh. Bạn luôn luôn là quả banh, bởi vì có cái vấn đề đề gì á, nếu cái lỗi là của họ thì họ sẽ đá quả banh cảm xúc bực bội đó. Bạn là quả banh mà cảm xúc bực bội cho họ đá. Hoặc là nếu như mà bạn là người liên đới trong cái dự án đó để mà họ bị ảnh hưởng đến kết quả của họ, ảnh hưởng tới hình ảnh của họ, ảnh hưởng tới cái tiền đồ phát triển của họ, bạn trở thành quả banh trách nhiệm mà họ sẽ đá bạn bùm, bởi vì là tại đứa này, chứ không phải tại tao. Nhận dạng như vậy. Rồi, một loại leader nữa mà bạn cũng nên phải cân nhắc là bạn có muốn làm với họ hay không, là họ không có cảm xúc gì hết. Wow, cái thể loại leader này các bạn ơi, nhiều vô cùng luôn. Tức là họ đơ như đá vậy đó. Họ đến với bạn, bạn đến với họ chỉ thuần là công việc. Tôi là leader của bạn, chúng ta chỉ cần biết nhau ở trong công việc như vậy thôi. Trong công việc, bạn là người được giao việc đó, bạn phải hoàn thành cái việc đó. Còn lại bất kể việc gì khác liên quan tới cuộc sống của bạn, liên quan tới hành trình của bạn, liên quan tới cảm xúc của bạn, liên quan tới suy nghĩ của bạn, liên quan tới đam mê của bạn, liên quan tới cái việc bạn cần tôi giúp, cái đó là chuyện của bạn, không phải là chuyện của tôi. Hay là cái chuyện liên quan đến chuyện của tôi bạn cũng không cần biết. Họ rất là lạnh lùng, cái khâu đó, cái lạnh nhạt đó, nó không cho bạn cái cơ hội để hiểu cái leader của bạn họ đang đam mê cái gì, đang hoài bão cái gì. Giữa bạn với họ chỉ là thuần công việc, giữa bạn với họ nhìn nghe thì rất là professional, rất là professional nha, rất là chuyên nghiệp, nhưng thật ra nó chả chuyên nghiệp khỉ gì hết á. Nó chỉ là những cái cỗ máy làm việc chung với nhau. Mà bạn thử nghĩ đi, trên cái hành trình chúng ta làm việc, những cái tương tác của con người với con người mới tạo ra được cái sự gần gũi, cái sự thân ái, sự khăng khít đó. Một cái người leader mà họ sẵn sàng hy sinh vì bạn, họ sẵn sàng dạy cho bạn, họ sẵn sàng làm những việc gì đó cho bạn, họ sẵn sàng giúp cho bạn để mà mở mang những cái tầm cao mới cho kiến thức, cái kinh nghiệm của bạn, thì đương nhiên là bạn sẽ cống hiến hết mình cho người leader đó. Anh dạy cho tôi, anh là người thầy tốt, anh làm cho tôi được học hành, được mở mang những kiến thức, thì đương nhiên tôi sẽ nỗ lực hết mình để tôi làm cái việc để mà tốt đẹp cho những gì anh đang muốn đạt được, đúng không? Còn đây tất cả mọi thứ là nó khâu như vậy. Bạn cảm giác bạn đang ở trong cái tảng băng, càng lúc nó càng lạnh, nhưng mà bạn không mang đủ áo ấm. Bạn không có cái phòng để thay đồ, để lên, cho nên áo ấm của bạn lúc nào cũng áo ấm cũ. Bạn không có một cái gì đó mới mẻ được hết. Bạn cảm giác là lúc nào cũng đâm đầu vào tảng băng. Mà cái tàu Titanic nó bự như vậy, nó đâm vào cái tảng băng nó còn chìm nữa, mà huống gì là bạn. Đúng không? Một loại leader nữa là cái leader lúc nào cũng rất là thoải mái. Em làm thoải mái đi, em nghĩ sao em làm vậy đi. Không có rõ ràng. Không có rõ ràng, thoải mái như vậy nó làm cho người nhân viên bị cái gì các bạn biết không? Bị confused, là bị hoang mang. Tôi phải làm cái gì? Tôi làm nó làm sao?
làm sao để tôi biết tôi đang làm đúng, làm sao để tôi biết tôi đang làm sai, lúc làm đúng thì tôi cần được có được cái gì, và lúc làm sai tôi sẽ bị cái gì, lúc làm sai tôi cần ai hỗ trợ, làm sao cái người hỗ trợ đó có được thời gian và resources, là cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho tôi. À, cái chung như vậy mai rồi làm cho em cứ nghĩ gì em làm đi, thoải mái đi, dạng như vậy, đừng có vội vàng quá, cứ tự nhiên và cuối cùng làm người nhân viên mất rất nhiều thời gian và bị đi mà nó không có một cái hướng đi nào nó cụ thể hết, rõ ràng hết, ok, và cuối cùng lúc nào cũng sẽ đâm vào những cái lối bị sai, bị lệch. Bởi vì người leader, cái nhiệm vụ của họ là dẫn dắt cho người nhân viên, người boss mà dẫn cho người ta đi đúng cái hướng, đi cái hướng nào mà có lợi cho người nhân viên, giúp cho người nhân viên được thăng hoa, được giỏi hơn. Mà cuối cùng, mày muốn đi đâu đó mày đi. À, mà bạn quay một vòng quanh đứa bạn đi. Bạn đi thử cái hướng này sẽ rẽ ra cái ngã khác, mà đi hướng này nó rẽ ra cái ngã khác. Đó là cái cuộc sống, cái hành trình, cái trải nghiệm của các bạn, cái công việc của các bạn. Mỗi cái hướng chúng ta chọn, mỗi quyết định chúng ta làm, nó sẽ như một cây đâm cái rễ xuống và nó tỏ ra bao nhiêu cái rễ con, cái nhánh con vậy đó. Đó. Cho nên nó cần một cái sự rõ ràng. Họ leader đó, họ sẽ giúp bạn cái gì, họ sẽ dạy bạn ra làm sao, họ sẽ muốn cái công việc của bạn là công việc gì. Công việc đó nó được gọi là measure, là được đánh giá ra làm sao. Làm sao biết được bạn làm đúng và làm sao biết là các bạn đang bị chệch hướng, đúng không? Cứ hoang mang như vậy tới một ngày, những cái đứa đồng cha đồng lứa của mình nó đi đến đâu về đâu rồi. Và cuối cùng mình vẫn còn bị gọi là mịt mờ ở trong một khối hỗn loạn. Một cái thể loại leader nữa mà bạn sẽ gặp cũng nhiều, đó là những người là họ thích đánh bóng tên tuổi kia lắm. Họ thích đến đâu cũng là tâm điểm của câu chuyện, đến đâu thì mọi người phải tung hô họ, đến đâu họ cũng là gọi là ngôi sao sáng nhất của buổi tiệc đó, của meeting đó, của cái hôm mà đi thăm khách hàng đó, một cái sự kiện nhỏ nào đó. Và các bạn là những cái công cụ mà sẽ lúc nào cũng phải làm cho người ta sai nhất, là sai nhất nghĩa là tỏa sáng nhất. Làm sao các bạn có thể sắp xếp cho họ những cái buổi event, cái buổi sự kiện để mà họ tỏa sáng, làm sao để các bạn sắp xếp những cái buổi meeting đó, để trong buổi meeting đó họ được tung hô những dạng như vậy. Họ bận tâm quá nhiều cho cái hình ảnh, cái bề ngoài hào nhoáng của họ, và họ quên mất cái người leader mà giỏi á, anh hào nhoáng ok, nhưng mà anh phải giúp cho nhân viên của anh được hào nhoáng nữa. Anh giúp cho người nhân viên của anh được người ta nhìn nhận này, người ta ghi nhận về cái giá trị, cái giỏi giang của họ này. Anh giúp cho người nhân viên của mình được tự tin đứng ra trước đám đông làm việc này. Anh giúp cho người nhân viên của mình phát triển bản thân, trở thành là cái trung tâm, cái gọi là của tất cả cái ánh sáng mà tập trung vào họ. Tự dưng anh rút lui anh lại một xíu thôi, nhưng mà những người nhân viên nó được shining, là được tỏa sáng, anh là người được tỏa sáng còn nhiều hơn rất nhiều, nhưng họ không có. Họ sẽ nhìn thấy là nếu cái thằng nhân viên của mình mà tỏa sáng nhiều quá, nó giật mất spotlight, là những cái điểm sáng của mình. No. Họ trở thành là gọi là ác mộng của người leader như vậy, trở thành những cái điểm ngứa của người leader, và họ người leader như vậy họ sẽ tìm cách gọi là tiêu diệt những bạn nhân viên, dìm những bạn nhân viên này xuống, để cho mỗi mình họ là được trèo lên và sáng tưng bừng luôn. Nhân viên làm việc ở dưới họ không có được cái cơ hội để mở cửa cho ánh sáng nó lùa vào, mở cửa cho những thông tin mới. Ok. Một cái thể loại leader cuối. Còn nhiều nữa, nhưng mà tôi muốn chốt lại cái video này ở cái thể loại cuối này á, là leader mà lúc nào cũng giữ bí mật mọi thứ. Cái này là tuyệt mật. Cái này là cái strategy của công ty, là chiến lược của công ty 3 năm, 5 năm, tuyệt mật và không được biết. Hay là cái thông tin tài chính, đó là cái gì đó nó không được ai đụng vào. Ví dụ ngày xưa tôi làm, lúc tôi về Việt Nam tôi làm với tập đoàn đi. Tụi tôi có một cái budget nên là cái target của năm này, là mục tiêu là chúng tôi phải đạt được 200 tỷ, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng tôi không biết được là trong 200 tỷ đó tôi đang đóng góp bao nhiêu trong cái bức tranh tổng của công ty. Mỗi lần hỏi người sếp thì sếp kêu không, cái nhiệm vụ của bạn là chỉ được biết 200 tỷ đó thôi, còn cái việc những cái phần 30 kia bạn không được biết. Thì mình mới nói là ok, nếu tại sao nó khó được biết như vậy đó, mình nên cần biết được là công ty mình đang lời hay lỗ, hoạt động đã như thế nào, đang trên thị trường mình đang ở đâu cho toàn bộ công ty, chứ không phải là mỗi cái phòng ban của mình không. Mỗi lần hỏi đến là giống như chạm vào cái gì đó nó cực kỳ gọi là vùng cấm các bạn như vậy á. Các bạn biết không, tới một lúc tôi phải nhảy qua vùng, tôi hỏi ấy vùng chia sẻ giùm tôi ở Việt Nam trên bản đồ thế giới nó đang như thế nào, trong bản đồ của tập đoàn nó đang đóng góp ra làm sao, chúng tôi đang lỗ đang lãi như vậy. Lúc đó nước ngoài mới nhảy vào nó kêu chỗ
mày là leader ở bên trong cái công ty lớn như vậy, mày không biết được những thông tin như vậy sao hả? Cái mình kêu là no, bên tụi tao chỉ biết cái business, cái division của tụi tao thôi, tụi tao không được biết những division khác. Thế là họ mới bắt Việt Nam là head của cái công ty, cái giám đốc, tổng giám đốc công ty ấy, mới chia sẻ những cái thông tin như vậy. Và nó trở thành là một cái bài toán mà hầu như sau đó là ai cũng áp dụng hết. À, nên là mỗi tháng chúng tôi có mình gọi là monthly meeting, họp mỗi tháng. À, mình chia sẻ hết tháng này chúng tôi làm tốt cái gì, chưa tốt cái gì, so với target làm sao, à, đang vượt hay đang dưới. À, so với target chung của công ty thì đang vượt hay đang dưới như làm sao. Rồi những phòng ban khác cũng phải chia sẻ để mình hiểu được. À, té ra cái bạn leader kia đang chật vật nè. Ok, tôi có thể giúp được gì bạn leader kia hay không? À, thế là cái team kia nó đang chưa được target nè. À, tôi phải giúp gì để cái team kia có thể hỗ trợ họ là làm sao trên một cái buổi gặp khách hàng đi cùng nhau làm sao để có thể tôi vẫn có thể cung cấp sản phẩm của tôi được, dịch vụ của tôi được, và bên kia họ cũng có thể có cái khoảng thời gian để cung cấp cái sản phẩm về dịch vụ của họ, là một chuyến đi nhưng mà có thể gọi là một mũi tên bắn được nhiều con chim như vậy. Đó, hoặc là cái division nào nó đang làm rất tốt và mình sẽ cùng nhau tung hô những bạn nào đang là những cái superstar, những ngôi sao sáng, thì mình sẽ nâng họ lên và mình nói bạn dạy cho chúng tôi những cái bài học gì mà bạn làm, tại sao bạn làm tốt như vậy được hay không. Đó. Nhưng mà những cái leader họ phải cần lột xác họ ra được thì họ mới chia sẻ, còn không lúc nào cũng cái này bí mật, cái này ghê lắm, cái này không chia sẻ được, chia sẻ ra là nó lộ hết những thông tin. Và có một câu nói rất là hay nha các bạn, there's nothing new under the sun, nghĩa là không có một cái gì mới mẻ ở dưới cái mặt trời này hết. Nếu mình cứ ôm khư những gì mình biết, như leader nha, ôm khư tới một ngày nhìn lại, tất cả những gì mình biết là vô nghĩa. Ok, tất cả những gì mình có chỉ là cái title. Tất cả những người mà đi làm cho những cái toxic leaders như vậy á, bạn chỉ wasting time, nghĩa là mất thời gian của bạn thôi. Bởi vì kết cục của mọi người mà tôi nhìn thấy đi theo những người leaders như vậy, một là biến chất, bán mình cho những cái giá trị sai. Hai thì sẽ luôn luôn nhìn những cái bạn khác, những cái bạn đi theo những người leaders giỏi mà biết cách mà giúp cho những cái bạn mà bạn của bạn mà phát triển được, thì kỹ năng của họ, kiến thức của họ, kinh nghiệm của họ, giá trị của họ, thương hiệu của họ, tất cả mọi thứ của họ theo thời gian sẽ vượt xa bạn rất là nhiều, bởi vì bạn đầu tư thời gian của mình cho một cái người leader sai. Ok, so nhìn lại xem thử cái leader của bạn nó nằm ở đâu trong những cái việc tôi vừa chia sẻ, để xem thử là bạn đã làm với họ chừng đó thời gian, bạn thấy mình đang ra thế nào, đang ra làm sao, để rồi đưa ra cho bạn cái quyết định cuối cùng là bạn sẽ quyết định cái gì trên cái hành trình kế tiếp của bạn. Bởi vì chúng ta ai cũng có cái sự lựa chọn hết. Mình có sự lựa chọn để mình làm lại, để mình thay đổi, để mình né tránh, để mình chuyển mình. Bởi vì cuối của cái ngày, cái người mà cần phát triển nhất cho chính bản thân mình là chính mình. Đó, là bạn đó. Ok, cảm ơn rất nhiều các bạn đã xem cái video ngày hôm nay. Tự nhiên cao hứng quá, làm tới 28 phút chẳng có script gì hết, chỉ nói linh ta linh tinh vậy. Nhưng mà đó là chia sẻ thật từ trong cái suy nghĩ của tôi, trong tấm lòng của tôi, và tôi hy vọng các bạn sẽ thấy nó phù hợp. Những bạn nào mà đang gặp những cái leaders như vậy, connect với tôi, số phone là 0905 886 587, again 0905 886 587. Zalo của tôi vào, kết bạn qua Zalo, và tôi sẽ chỉ cho các bạn nếu bạn gặp cái leaders như vậy thì mình làm gì, mình làm sao để mà thay đổi cái leader của mình. Không có nghĩa là leader họ đang là bad, là họ không thay đổi được. Có thể họ theo thời gian họ không nhận ra được họ đang là một cái người leader mà không hữu ích cho người khác. Biết đâu tự nhiên bạn giúp cho họ trở thành một người leader mà effective hơn, là hiệu quả hơn, họ sẽ trân trọng bạn hơn. Đó là cách bạn tạo ra cái giá trị, thay vì bạn thụt lùi và cái chuyện là chuyện của họ, không phải chuyện của tôi. Họ là người leader và họ giỏi, và tôi họ suppose là họ đáng ra là người dạy tôi là cái gì để dạy họ. Nhưng nếu bạn dám step up, dám nhảy vọt lên và nói là ok, anh leader, chị leader, đây là những cái mà tôi nhìn nhận này, đây là những cái mà khoa học đang chứng minh, tâm lý học đang chứng minh là nếu như anh chị thay đổi nó sẽ tạo được bức tranh mới này, ABC này, các bạn trở nên cực kỳ khác biệt. Khi các bạn khác biệt như vậy, các bạn mới là superstar. Ok, còn những bạn nào đang là leader mà có những cái dấu hiệu mà tôi nói là toxic leadership như vậy, thử cân nhắc lại tại sao bạn là toxic leader. Ok, tại cái toxic leadership của bạn nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho bạn cái đã, sau đó cho team của bạn, sau đó cho người quanh của bạn, người thân của bạn, cái hành trình của bạn, cái tổ chức của bạn, để từ đó bạn có một cái động lực thay đổi chính những cái gì mình đang làm.
các bạn được lên những cái vị trí leader là bởi vì các bạn đa là những người giỏi, thành đạt, thành công, có một cái gì đó đặc biệt hơn những người khác để các bạn được ngồi đến cái vị trí để các bạn có thể giúp cho những người khác họ được tốt đẹp hơn. À, thì làm sao các bạn làm cái việc đó tốt nhất. Ok, chúc cho mọi người có một ngày tuyệt vời. Và cảm ơn những bạn nào đã xem video này. Thì hy vọng các bạn cũng chia sẻ cho người khác, để chúng ta lan tỏa những cái điều tốt đẹp, những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, để chúng ta ai cũng có thể phát triển tốt hơn mỗi ngày. Vậy nha, tạm biệt các bạn.